ngừng ngay việc bán hàng nếu như anh chị mong muốn cái công việc kinh doanh của mình phát triển bền vững. Có phải anh chị nghĩ là kinh doanh là bán hoặc mua, tôi có sản phẩm tuyệt vời, ai có nhu cầu thì họ sẽ mua? Có phải có nhiều anh chị đang làm công việc văn phòng chuyển đổi qua kinh doanh online hoặc là một công việc kinh doanh nào đó, và chúng ta nhập hàng về và bán được cái giai đoạn ban đầu, sau đó không còn tạo ra đơn hàng và doanh số nữa? Ngày xưa Nguyệt cũng đã từng y chang như các anh chị, nhưng bây giờ khi mà Nguyệt hiểu ra được cái điều này thì Nguyệt đã chuyển đổi hoàn toàn công việc kinh doanh của mình từ những cái nấc thang chưa có cái gì và đang phát triển lên rất là bền vững, thịnh vượng trong thời gian rất là ngắn. Và đây là cái điều mà Nguyệt đã nhận được và Nguyệt chia sẻ. Chúng ta xem hết video này, anh chị sẽ hiểu được cái điều này. Nguyệt đảm bảo là anh chị sẽ tìm ra được cái chiến lược để cho công việc kinh doanh của mình phất lên kinh khủng. Khi mà chúng ta mới bước chân vào kinh doanh, đặc biệt là những anh chị kinh doanh online, thì chúng ta có rất là nhiều những cái sản phẩm hay và tuyệt vời. Thường chúng ta sẽ bán cho ai? Chúng ta sẽ nhìn xung quanh lại xem là thông thường chúng ta thường bán cho những cái mối quan hệ xung quanh chúng ta, đồng nghiệp, bạn bè hoặc là gia đình người thân của mình. Nhưng sau một cái khoảng thời gian 2 tháng nửa năm, thậm chí là 1 năm, chúng ta không còn cái tệp khách hàng nữa và chúng ta không còn bán được hàng nữa. Vậy thì cái điều này các anh chị, chúng ta hãy ghi xuống lại là nếu muốn kinh doanh phát triển bền vững, hãy xây dựng hệ giá trị và xây dựng mạng lưới mối quan hệ thay vì chỉ đi bán hàng. Vì nếu như chúng ta nhìn thấy được cái người đó, nếu như họ mua hàng của tôi thì tôi chăm sóc, còn không thì thôi. Thì đó là lý do một số anh chị đi bán hàng và chúng ta chỉ đăng bài trên Zalo, Facebook về những cái sản phẩm mà mình bán thôi, mà các anh chị thấy cái lượng tương tác nó rất là ít và không hề có một cái sự trao đổi giá trị ở đây. Vậy khi mà các anh chị tạo ra một cái mạng lưới quan hệ thật là rộng lớn dựa trên cái hệ giá trị, thì các anh chị sẽ luôn có một tệp khách hàng tiềm năng thật là rộng lớn. Và chúng ta cứ đi loay hoay hỏi khách hàng ở đâu ra. Khách hàng là do mình tự tạo ra giá trị và tự tạo cho họ một cái niềm tin, thì khi đó họ đến với chúng ta bởi vì họ nhận giá trị và họ tin tưởng ở mình, thì họ mới đồng hành cùng mình và mua sản phẩm và dịch vụ của mình. Vậy thì chúng ta sẽ thôi cái việc là chỉ nghĩ chăm chăm khi chúng ta nhìn vào một người, chúng ta chỉ nghĩ mình bán cái gì cho, mình làm sao để bán được hàng cho họ. Thì các anh chị chỉ cần thay đổi cái suy nghĩ, mình sẽ tạo được lợi ích gì cho họ, mình mang lại giá trị gì cho họ, thì lúc đó các anh chị sẽ luôn có những cái tệp khách hàng bền vững và công việc kinh doanh của các anh chị sẽ luôn phát triển một cách bền vững. Nếu như chúng ta chưa phải là người có giá trị thì việc của các anh chị đó là trở thành một con người có giá trị và đi xây dựng một cái mạng lưới mối quan hệ cực kỳ lớn trên cái hành trình chúng ta kinh doanh. Nhờ như thế mà các anh chị sẽ luôn thịnh vượng trong kinh doanh. Nếu các anh chị còn chưa biết chiến lược nào để xây dựng cái mối quan hệ hoặc là mạng lưới mối quan hệ thì hãy nhắn cho Nguyệt hoặc là tham gia vào nhóm rèn luyện cùng Nguyệt. Nguyệt sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách mà Nguyệt đã áp dụng cho công việc kinh doanh của mình để giúp cho các anh chị càng ngày càng phát triển công việc kinh doanh của anh chị một cách bền vững hơn.